Chào mừng các bạn đã đến với kênh học tiếng Hà Lan cùng với Kathy. Trong video này, mình xin được hướng dẫn các bạn về đại từ sở hữu trong tiếng Hà Lan, possessive pronomen. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài học nhé. Đại từ sở hữu. Trước hết, chúng ta hãy xem đại từ sở hữu là gì. Mein Bruder ist 30 Jahre. Mein Bruder ist 30 Jahre. Mein Bruder nghĩa là anh hoặc là em của tôi. 30 Jahre có nghĩa là 30 tuổi. Em trai của tôi thì 30 tuổi rồi. Như vậy, từ mein của tôi là đại từ sở hữu. Ví dụ thứ hai, What is your telephone number? What is your telephone number? Số điện thoại của bạn là gì? Your telephone number có nghĩa là số điện thoại của bạn. Như vậy từ your của bạn là đại từ sở hữu. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau điểm qua đại từ sở hữu của các đại từ nhân xưng. Đầu tiên chúng ta có số ít, có nghĩa là một người. Đối với đại từ nhân xưng tôi, ich, thì chúng ta có đại từ sở hữu tương đương là của tôi, mein. Ví dụ, mein telephone liegt auf der Tafel. Mein telephone liegt auf der Tafel. Thì trong câu này, mein telephone có nghĩa là điện thoại của tôi. Liegt là động từ nằm, liegen. Auf der Tafel có nghĩa là trên bàn. Điện thoại của tôi thì nằm trên bàn. Chúng ta có từ của tôi, mein. Đại từ sở hữu thứ hai, bạn. Đại từ nhân xưng ta có bạn là giữa hoặc là giải. Bài trước mình có đề cập giữa và giải thì về cơ bản là giống nhau. Nó chỉ khác nhau một cái là khi mình nhấn mạnh chủ ngữ thì mình dùng giải thôi. Đối với đại từ nhân xưng bạn, chúng ta có của bạn, giữa hoặc là giàu. Giàu, cả hai từ đều có thể dùng được cho của bạn. War wohnt your family? War wohnt your family? War là từ dùng để hỏi ở đâu. Wohnt có nghĩa là sống. Your family có nghĩa là đại gia đình của bạn. Chú ý trong tiếng Hà Lan, family có nghĩa là họ hàng, bao gồm cả ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em họ. Còn nếu mà chỉ nói về ba mẹ và con cái không thôi thì mình có từ cousin. Như vậy, cả câu này có nghĩa là gia đình họ hàng của bạn sống ở đâu? Your family có nghĩa là họ hàng của bạn. Hoặc your telephone is new. Your telephone is new. Your telephone là điện thoại của bạn. Is new có nghĩa là mới. Your telephone is new. Điện thoại của bạn thì mới, hoặc là bạn có điện thoại mới. Như vậy chúng ta có từ của bạn là your hoặc là your. Tiếp theo chúng ta có từ trang trọng bạn. Trong tiếng Hà Lan là đại từ nhân xưng được sử dụng trong trường hợp trang trọng. Ví dụ khi bạn nói chuyện với khách hàng, nói chuyện với người lớn tuổi, hoặc là trong cuộc phỏng vấn, bạn nói chuyện với người đang phỏng vấn mình, hoặc khi bạn đang trò chuyện với những nhân vật quan trọng như là tổng thống, thủ tướng, các bộ trưởng hay là giám đốc công ty vân vân. Nói chung là trong trường hợp trang trọng thì bạn dùng ư. Thì đối với từ ư, chúng ta có đại từ sở hữu tương đương là ư. Tạm dịch là của ông, của bà, của ngài hay là của quý khách, tùy vào từng ngữ cảnh. Ví dụ trong trường hợp này đó là Frau Johnson, có nghĩa là bà Johnson. Thì chúng ta muốn hỏi tên bà ấy, chúng ta phải nói là What is your name? What is your name? Tên của bà là gì? Anh ấy
Đại từ nhân xưng là hay, hay. Tương đương chúng ta có đại từ sở hữu là của anh ấy, sein, sein. Ví dụ, sein Haus ist groß. Sein Haus ist groß. Sein Haus có nghĩa là nhà của anh ấy, ist groß thì lớn, nhà của anh ấy thì lớn, hoặc là anh ấy có một ngôi nhà lớn. Như vậy, đại từ sở hữu của anh ấy là sein. Cô ấy chúng ta có sơ hoặc là giái, hai từ này về cơ bản giống nhau. Tương đương chúng ta có đại từ sở hữu là của cô ấy, har, har. Của cô ấy, ví dụ, har nam is Anna, har nam is Anna. Tên của cô ấy là Anna. Như vậy, har là đại từ sở hữu của cô ấy. Bây giờ chúng ta sang phần số nhiều là từ hai người trở lên. Chúng tôi hoặc chúng ta có đại từ nhân xưng là vơ hoặc là vái. Thì tương đương đại từ sở hữu chúng ta có của chúng tôi hoặc là của chúng ta, ons, ons hoặc là ons, ons. Chúng ta dùng ons đối với những danh từ mà có mạo từ là het, het. Còn ons được sử dụng đối với những danh từ mà có mẫu từ là the. Các bạn nên nhớ quy tắc này để sử dụng đại từ sở hữu cho đúng. Ví dụ, ons ouders wonen in Amsterdam. Ons ouders wonen in Amsterdam. Ons ouders là ba mẹ của chúng tôi. Wonen in Amsterdam là sống ở Amsterdam. Ở đây ons được sử dụng bởi vì ouders, ba mẹ là the ouders. Nó là danh từ đi với mạo từ the. Cho nên chúng ta có ons ouders, ba mẹ của chúng tôi. Ví dụ thứ hai, ons huis is klein. Ons huis is klein. Ons huis là ngôi nhà của chúng tôi. Is klein thì nhỏ. Như vậy chúng ta có ons huis bởi vì từ ngôi nhà huis là het huis. Nó là danh từ có mạo từ het. Cho nên chúng ta có ons huis. Như vậy đối với từ của chúng tôi hoặc của chúng ta thì chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta có hai đại từ sở hữu, ons đối với mạo từ het và ons đối với mạo từ the. Tiếp theo, chúng ta có đại từ nhân xưng số nhiều các bạn là Yuli. Yuli thì tương đương chúng ta có đại từ sở hữu là của các bạn, Yuli hoặc là Yơ. Yuli hoặc là Yơ, cả hai về mặt ngữ pháp đều đúng. Ví dụ, Waar is Yuli auto? Waar is Yuli auto? Xe ô tô của các bạn đâu rồi? Waar, từ dùng để hỏi. Yuli auto có nghĩa là xe của các bạn. Như vậy chúng ta có từ Yuli là của các bạn. Waar wonen Yuli ouders? Waar wonen Yuli ouders? Câu này cũng tương tự như vậy. Waar, từ để hỏi ở đâu. Wonen, động từ, sống. Ouders là ba mẹ. Yuli ouders có nghĩa là ba mẹ của các bạn. Ba mẹ của các bạn sống ở đâu? Như vậy, đối với từ của các bạn thì chúng ta có hai đại từ sở hữu là Yuli hoặc là Yơ. Cả hai đều đúng về mặt ngữ pháp. Tiếp theo chúng ta có đại từ nhân xưng họ Z hoặc là Giấy. Đại từ sở hữu tương đương là của họ Hình. Hình. Ví dụ, Waar zijn hun boeken? Waar zijn hun boeken? Waar là từ để hỏi ở đâu? Zijn là động từ trong câu được chia theo chủ ngữ là hun boeken. Bởi vì boeken số nhiều cho nên động từ được chia là zijn.
Hình Buchan, sách của họ. Sách của họ ở đâu? Như vậy, đại từ sở hữu của họ là hình. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thực hành một số mẫu câu để có thể áp dụng về đại từ sở hữu chúng ta vừa mới học nhé. Câu thứ nhất, Tim heeft een vriendin. Tim có cô bạn gái. Bạn gái của anh ấy tên là Anna. Vriendin heet Anna. Như vậy trong câu này chúng ta thấy Tim là anh ấy. Bạn gái của anh ấy thì mình có từ của anh ấy là sein. Sein Vriendin heet Anna. Tim heeft een vriendin. Sein Vriendin heet Anna. Câu thứ hai. Wij gaan verhuizen. Chúng tôi sắp chuyển nhà. Gaan verhuizen có nghĩa là chúng ta chuẩn bị chuyển đi. Want, bởi vì. Huis is te klein. Bởi vì nhà của chúng tôi quá nhỏ. Như vậy, nếu chúng ta muốn nói nhà của chúng tôi, thì đầu tiên chúng ta phải biết từ nhà. Nó là danh từ der hay là het. Chúng ta có het huis. Cho nên ở đây nhà của chúng tôi là ons huis. Wij gaan verhuizen, want ons huis is te klein. Chúng tôi sắp chuyển nhà bởi vì nhà của chúng tôi quá nhỏ. Câu số 3. Ik heb een opa. Tôi có một người ông. Opa is al 80 jaar. Ông của tôi thì đã 80 tuổi rồi. Như vậy từ của tôi là mijn. Ik heb een opa. Mijn opa is al 80 jaar. Ông của tôi thì đã 80 tuổi rồi. Tiếp theo chúng ta có We gaan nu beginnen. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Gaan nu beginnen. Jullie mogen boeken open doen. Jullie là chủ ngữ trong câu này có nghĩa là các bạn. Trong trường hợp này chúng ta tạm dịch là các em. Mogen có thể, được phép. Boeken là những quyển sách. Open doen có nghĩa là động từ mở ra. Các em có thể mở sách của các em ra. Vậy từ của các bạn, của các em là Jullie hoặc là je. Cả hai từ này đều đúng về mặt ngữ pháp. Wij gaan nu beginnen. Jullie mogen jullie boeken open doen. Hoặc là Wij gaan nu beginnen. Jullie mogen je boeken open doen. Tiếp theo chúng ta có Wij hebben een nieuwe auto gekocht. Chúng tôi vừa mua một chiếc xe hơi. Een nieuwe auto có nghĩa là một chiếc xe hơi mới. Hebben gekocht có nghĩa là mới mua. Thì này chúng ta sẽ học ở các bài sau. Và chủ ngữ là wij, chúng tôi. Auto is wit. Chiếc xe hơi thì màu trắng. Như vậy nếu ở đây chúng ta muốn nói là xe của chúng tôi, thì các bạn nhớ từ của chúng tôi hay của chúng ta, nó có hai đại từ sở hữu là ons và ons. Tùy theo danh từ nó là the hay là het. Ở đây chúng ta có the auto. Cho nên ở đây chúng ta có ons auto. Wij hebben een nieuwe auto gekocht. Onze auto is wit. Chúng tôi vừa mới mua một chiếc xe hơi. Xe của chúng tôi thì màu trắng. Câu 6. Mijn twee neffen wonen nog bij ouders. Neffen có nghĩa là anh em họ, nhưng mà là giới tính là nam. Twee có nghĩa là hai. Mijn twee neffen có nghĩa là hai người anh em họ của tôi. Wonen là động từ, sống. Wonen noch bei, vẫn ở chung. Ouders là ba mẹ. Như vậy ở đây chúng ta muốn nói rằng hai người anh em họ của tôi vẫn còn ở chung với ba mẹ của họ. Thì từ của họ ở đây là hun, ouders. Mijn twee neffen wonen noch bei hun ouders. Hai người anh em họ của tôi vẫn còn ở chung với ba mẹ của họ. Số 7. Ik heb een zus. Tôi có người chị gái. Zus woont in Groningen. Chị gái của tôi thì sống ở Groningen.
Như vậy chúng ta có đại từ sở hữu của tôi là mine. Ich habe Sus, mein Sus wohnt in Groningen. 8. Frau Jensen. Bà Jensen, what is Geboortedatum? Geboortedatum là ngày sinh. What is Geboortedatum? Có nghĩa là trong câu này hỏi ngày sinh của bà Jensen là ngày mấy. Thì bởi vì chủ ngữ trong câu này bà Jensen, đây là trường hợp trang trọng, cho nên nếu mà mình muốn dùng từ của bạn thì mình bắt buộc phải dùng từ trang trọng là của bà. Frau Jensen, what is your Geburtsdatum? Bà Jensen, ngày sinh của bà là ngày mấy? 9. Waar heb je telefoon gekocht? Waar, ở đâu? Telefoon, có nghĩa là điện thoại. Heb gekocht, có nghĩa là bạn đã mua. Như vậy, bạn mua chiếc điện thoại mới của bạn ở đâu vậy? Từ đại từ sở hữu của bạn thì mình có hai từ je hoặc là jou. Waar heb je je telefoon gekocht? Hoặc là waar heb je jouw telefoon gekocht? Bạn mua chiếc điện thoại mới của bạn ở đâu vậy? Như vậy chúng ta vừa học xong bài về đại từ sở hữu. Hy vọng sau bài học này các bạn có thể nắm vững thế nào là đại từ sở hữu, đại từ nhân xưng nào thì tương đương với đại từ sở hữu nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài học và hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Tốt the volgende keer. Nếu các bạn cảm thấy video của mình có thể giúp ích cho việc học tiếng Hà Lan của các bạn thì hãy nhớ bấm nút like video nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể đăng ký kênh YouTube của mình để có thể thường xuyên nhận thêm những video mới. Chúc các bạn thật nhiều thành công trong việc học tiếng Hà Lan. Success!